Phi công là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng và có chi phí đào tạo cao. Vì thế, nhằm hiện thực hóa và đưa giấc mơ chinh phục bầu trời đến với nhiều người hơn, một dịch vụ trải nghiệm thử làm phi công vừa được khai thác để phục vụ du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Dịch vụ trải nghiệm làm phi công là một dịch vụ mới do công ty du lịch Viettravel triển khai và trung tâm BAA là điểm thực hành bài huấn luyện bay. Tại đây thì du khách sẽ bước vào một tổ hợp buồng lái mô phỏng của máy bay Airbus A320 CEO và tham quan phòng huấn luyện cơ bản. Airbus A320 là một trong những dòng máy bay phổ biến của các hãng hàng không Việt Nam hiện nay và buồng lái mô phỏng mang lại cảm giác chân thật đến 96%. Hiện tại bây giờ khi mà các khách du lịch bước vào cái sim thì họ được trải nghiệm giống như là họ đang ngồi trên cái cockpit thật ở bên ngoài luôn. Và trong cái cockpit này thì họ có thể được cất cánh và hạ cánh như thật bên ngoài. Và một điều thú vị hơn nữa là họ sẽ được ngồi ghế cơ trưởng và cơ phó và trải nghiệm là giống như họ đang là một phi công thật thụ. Sau khi tham quan, du khách được chọn vào vị trí của cơ trưởng hoặc cơ phó. Nhân viên kỹ thuật sẽ chỉ dẫn các thông số và cách điều chỉnh cơ bản trên buồng lái để bạn tìm hiểu về hệ thống động cơ máy bay và nguyên lý bay. Cuối cùng là thực hành với các thao tác bay cơ bản như là cất cánh, hạ cánh và điều chỉnh hướng bay. Một trong những điểm hấp dẫn của chương trình là du khách có thể thực hiện các thao tác cất cánh và hạ cánh trên các đường bay quốc tế khác nhau như là Jet Lapcock, Hong Kong, hay sân bay John F. Kennedy, New York, sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ngoài ra, buồng sim cũng mô phỏng các loại địa hình và các điều kiện thời tiết khác nhau như là mưa, bão, trời đêm. Sau khi kết thúc hành trình 60 phút trải nghiệm làm phi công trên chuyến bay Airbus A320, du khách sẽ được trao chứng nhận, hoàn thành khóa huấn luyện, chụp hình lưu niệm và tham quan trung tâm huấn luyện. Không chỉ dành cho khách du lịch, việc bay trải nghiệm cũng là cơ hội để các bạn trẻ có đam mê và mong muốn trở thành phi công được thử sức trước khi quyết định đăng ký vào chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.